Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review nồi cơm điện 18L Sanhao Mama SSD 8665G giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé! Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này. Thương hiệu Sanhao, xuất xứ Trung Quốc màu sắc xanh cốm, trọng lượng 3,7kg, công suất. 700 kép, điện áp 220V 50H dung tích 18L loại nồi nắp liền cấu tạo sản phẩm chất liệu vỏ nồi nhựa PP siêu bền chất liệu lòng nồi hợp kim nhôm phủ chống dính cao cấp chế độ nấu cơm giữ ấm màn hình không bảng điều khiển nút gạt dây điện dây rời phụ kiện muỗng lấy cơm cốc đong gạo đặc điểm khác lòng nồi dạng niêu cơm chín ngon hơn van thoát hơi thông minh Hạn chế động nước bảo hành 24 tháng, đặc điểm nổi bật lòng nồi 7 lớp dày 20 mm phủ chống dính siêu bền. Mâm nhiệt lớn kết hợp lòng nồi dạng niêu, van thoát hơi thông minh, hạn chế động nước. Cơm dẻo ngon, bảo hành chính hãng 24 tháng, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm. Lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng, không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng. Để có thể mua được sản phẩm chính hãng, tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.